Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Giờ Bình Dương 24 giờ. Giờ mình sẽ quay một cái lô tiếp theo cho anh em á. Anh em nào mà xem cái clip này mình chưa xem được cái clip ở bên kia thì cái bãi bên kia thì mình tìm lại clip đó ha. Thì đây thì mình sẽ quay cập nhật cho anh em cái lô bên này. Thì xe có rất là nhiều luôn, từ những dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn có đủ á. Thì địa chỉ vẫn là 510 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, thành phố Giang, Bình Dương. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phi sẽ hỗ trợ giới thiệu qua mình Phi. Xin chào anh chị em nha. Đó, hôm nay thì mình cũng review cho anh em mình một số xe hiện tại mới về và một số xe ở trong cửa hàng lại luôn nha anh em. Bên em chỉ cần là anh chị em mình góp cho cửa hàng là bên anh chị em mình mua bất cứ con xe dù lớn hay nhỏ, chỉ cần cọc cho cửa hàng tầm 2 triệu đồng thôi. Bên em sẽ ship xe tận nơi, anh em mình ra nhận xe và thanh lý số tiền còn lại cho bên nhà xe luôn nha anh chị em. Và bên em có tặng kèm đó là hôm qua đó là nhớt và mũ bảo hiểm xe máy cho anh em mình luôn. Bên em có trao đổi các loại xe để qua sử dụng luôn nha anh chị em. Đó, hôm nay thì em cập nhật vé cho anh em mình tham khảo nha. Anh em nào thấy con nào ưng ý thì mình chốt, hoặc là người thân mình muốn mua thì mình giới thiệu. Còn con nào mà chưa ưng ý quá thì anh em mình bỏ qua nha. Mình xem clip khác nha anh chị em. Đầu tiên qua này là một em Sirius, biển số 59 luôn nè, 2019, 12 triệu đồng. Rồi, Sirius xanh cơ. Con này là 9 triệu đồng thôi nha anh em, 2015 nè, biển số 7 An Giang. Sirius 9 triệu. Đó. Máy móc chuyên em bảo hành 1 năm. Con này thì máy em thôi chứ không có máy zin. Đó, con nào rớt thì em nói rớt mà em thì em nha anh em. Con này biển 59 nè. 7 triệu bán 7 triệu 7 cho anh em mình luôn. Ok. Đó, được tặng kèm nhớt và mũ bảo hiểm. Rồi, con quay black. 2021 nè. Con này bán cho anh em với giá 14 triệu đồng nha anh em. Xe này cả 6.000 cây thôi. Luôn. Rồi. 6.000 cây à nhà anh em, xe vô mới luôn á. Bên này là một em Sirius FE, hôm nay em bán cho anh em với giá 10.900.000 đồng luôn, 2017 phun xăng điện tử nè. Phuộc hơi luôn. Con này là biển số là 66 Đồng Tháp nha anh em. Quá đẹp luôn. Con này thì bán cho anh em mình với giá 14.500 thôi, phun xăng điện tử luôn nè. RDS phun xăng điện tử 10.000 cây, biển 69 Cà Mau. Đó, con này thì không có gì phải tả hết, bảo hành 1 năm cho anh em mình. Con quen pha 12.800.000 đồng anh em, 9.000 cây nè, biển 94 Bạc Liêu, bánh mâm nha anh em. Cứng cáp liên lạc luôn. Con này thì 17.500 nè, 2016 thôi anh em. Đó, 17.500 nè, biển 60 Đồng Nai. Ok. Rồi, quay rồi đích 76 Quảng Ngãi, 15 triệu đồng luôn, 7.000 cây. Đó, mua về sử dụng luôn. Bên này là con RDX 2020. Con này biển 94 Bạc Liêu luôn anh em, 2020. Con này em bán cho anh em với giá là 15.500. Đó, bánh mâm thân đĩa mà chỉ có 15.500 à. Mua con này thì chạy lợi sang quen pha rất là nhiều. Rồi, quen pha. Quen pha tiếp tục anh em ơi. Bên này là biển 37 nè, 50419 nè. Con này là 2020, chạy 16.000 cây. Em bán cho anh em với giá là 13.800.000 đồng đi. Đó. Rồi. Winner V1 nè, Winner X. Biển 93 Bình Phước. Con này bán cho anh em mình với giá là 20 triệu đồng. 20 triệu. Đó, 2021 luôn nha anh em. Đề cao. Jupiter. Jupiter 11.500.000 đồng. Biển 83 Sóc Trăng. Bánh mâm thanh đĩa phun xăng điện tử nha anh em, phục hơi nè. Rồi, con Novo 6 à. Novo 6 10.400.000 đồng luôn. Biển 95 Hậu Giang. Đó, máy móc zin em. Bảo hành cho anh em 1 năm để sử dụng luôn. 14 triệu đồng cho em biển 48 Đắk Nông, 2021 phun xăng điện tử nha anh em, 9.000 cây. Đó, mua về con này lại sử dụng luôn nha anh em, máy móc thì khỏi phải tả luôn. Em này hết xăng rồi. Thôi quay black. 12.700.000 nha anh em, đời 2021 nè, biển 82. 92800. Con và bên này click biển 61 nè. Em này nè, ngon nè anh em à, máy zin em nha. Áo quần sạch sẽ mới lột keo nè, lụm nè anh em. Giá con này chỉ có 9 triệu 2 thôi. 9 triệu 2 trăm thôi. Bảo hành máy 1 năm, kèm nhớt, mũ bảo hiểm. Đó, xe này nó mua mình mua xe nào không? Máy móc sạch sẽ zin em. Bay Black 12.700.000 đồng. Biển 95 Hậu Giang. Đó, mua vừa là sử dụng luôn. Còn bên đây là nhớt tặng cho anh em đây. Mũ thì có hai màu, đỏ và xanh. Đó, bên này mình tặng cho anh em mình luôn. Bên này đi anh, qua bên này đi tay ga luôn. Bên này có con lít nè. Lít nè nha anh em, biển 93 Bình Phước, đời 2020 nè, biển 28329. Đó,
31.500.000 đồng một em. Bên này thì hiện tại có màu đỏ và màu đen nha, có đủ quá rồi. AB bản Black Edition 29.500 cho anh em mình luôn. 29.500 đời 2020, cuối 2020 rồi. Form mới nha anh em, biển 36 nè. Bán cho nên nhanh. Rồi. Tiếp đến anh em nào yêu mới cái dòng Yamaha nè, ABS nha anh em. Frigo 2022 biển 70 Tây Ninh. Biển số là 61789. Đó, ABS luôn. Con này chạy 2000 cây, em bán cho anh em với giá là 25.500.000 đồng. Rồi. Basic 150. 150 biển số 7 An Giang nha anh em, 60693. Con này thì không có gì phải tả hết, 150 thì 2019 nè, 53 triệu đồng cho anh em mình luôn. Đó, màu bạc 155. 155 mình còn có một con này nha anh em. Biển 83 Sóc Trăng 2022. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 43.500. Ngày mai mình sẽ về một con là màu màu gì? Motor à? Không, nó màu là xám xi măng màu đỏ rồi yêu con. Xám xi măng manh đỏ bữa hả? Đúng rồi, vừa rồi đó, vừa rồi bán đó. Con đó rồi. Bán rồi, mình sẽ về một con xì đó là biển số 8 nha anh em. Okay. Anh em nào muốn thắc mắc thì mình kết bạn Zalo thì mình sẽ chụp hình cho anh em mình xem. Rồi, danh nút 22.500 nha anh em, biển 61 Bình Dương 92401 nè. Khổ bếp ga mới nhất luôn. Grander này là màu đỏ nha anh em. Bên em chỉ có hai màu, màu đỏ và màu đen, không có màu xanh nha anh em. Tại vì là trong nhà nó thấy nó xanh xanh chứ không phải màu xanh. Con này là biển là 93 Bình Phước 83801. Em bán cho anh em con này là với giá là 26.900.000 đồng thôi. Rồi, 2021 quá mới luôn. Xuống mình sẽ quay nờ viết cho anh em ha. Nờ viết thì 125 mẫu cũ. Em này là màu tím bạc nè, tím bạc tím hồng hồng, màu khá đẹp luôn. Con này thì chạy quá ok luôn nha anh em. Biển 83 Sóc Trăng nè. Con này thì khó bếp ga nè. Đây. Máy móc Vinam bảo hành 1 năm nha anh em, 8.200 cây. Mui là sử dụng luôn. Okay. Máy móc bảo hành 1 năm. Em này thì 22 triệu đồng nha anh em. Biển 71 Bến Tre nè, 75605. Con này thì bảy Euro nó có 4.000 cây thôi. Tại vì con này là xe cầm lâu rồi. Đó. Ốc ác thì như mới luôn. Rồi. Màu 19.300.000 đồng cho anh em nên nè, 125 biển 36 nè. Khổ bếp ga. Bên em tất cả là bán bếp ga, không bán khổ chìa nha anh em. Đó. Rồi, có màu xanh. Bên này màu xanh nè, biển 66 Đồng Tháp nè. 18.500.000 đồng cho anh em mình luôn. Đó, quá hợp lý nha anh em. 125. Còn Latte. Latte này là đời 2022, phiên bản limited nha anh em. Quá mới luôn, biển 93 Bình Phước. Con này em bán cho anh em với giá con này là 26 triệu đồng. 26 triệu. Rồi, Liberty S nè. Con này là đời 2018 nè, biển 88 nha anh em. Hồ sơ rút hồ sơ tầm 1.6 triệu thôi. Anh em nào rút thì mình hỗ trợ rút nha. Còn không thì cứ đỡ đi, viết với cửa hàng ok hết. Em bán con này cho anh em mình với giá 22.500 sở một con ABS luôn. Quá đẹp, ốc như mới. Rồi, nào viết 155 màu bộ đội nha anh em. Màu bộ binh. Con này thì em bán cho anh em mình với giá con này là 23 triệu đồng thôi. 155, mùi là sử dụng luôn. Okay. Quá đẹp. Rồi. Con này có nờ viết nữa đây. Con này là biển 67 nha anh em. Đặc biệt là đời 2019 nè. 155 là con mẫu cũ, và 1 là 29, con này là đời cao nhất trong cửa hàng. Riêng qua 1. Em bán con này cho anh em mình với giá là 27.500.000 đồng. Đó, quá mới luôn, 8.000 cây thôi nha anh em. Đó. Quá mới luôn. Tại tiền nào của đó thôi. Còn anh em nào muốn mềm hơn thì mua con bộ đội là có 23 triệu thôi. Tiếp tục con 125 màu đen 2018 biển 68 nha anh em. 19171 nè, phuộc hơi luôn. Đó, anh này đi chủ đi rất là xịn sò, vô cặp một phuộc hơi. Quá đẹp. Em bán cho anh em mình với giá con này là 20.500.000 đồng luôn. Đó, phuộc hơi. Đó, có đi cặp tay tháng dinh nè. Trăng màu nè, anh em nào muốn gì là dinh thì em gì dinh, hoặc là muốn đi thì mình đổi về luôn. Ok. 7.000 cây luôn nha anh em. Rồi. Nào viết tem sơn 3D 100 nhiêu? 25. Con này là đời 2018 biển 81 Gia Lai. Em bán cho anh em mình với giá con này là 19.700.000 đồng luôn. 19.700. Bán cho anh em mình mua và đi sử dụng. Okay. Và bên đây là một em 63 Tiền Giang. 19.300.000 đồng, 125. Đó. Bên này là một em 93 Bình Phước nha anh em, khối chìa nè, màu bạc khá là đẹp luôn. 27 triệu đồng luôn nè. Bán cho anh em mình luôn. Đó, 27 triệu đồng. Đó, mùi là sử dụng luôn. Rồi. Quá đẹp. Màu xanh. Màu xanh này là khối bếp ga, biển 47 Đắk Lắk nha anh em.
Con này thì em bán cho anh em mình với giá là 31 triệu đồng luôn. Vui là sử dụng luôn, có bóng ga rất là an toàn. Rồi, bữa này tiếp tục này, basic này mọi người. 77 Bình Định anh em ơi, anh em nào mà để Bình Định không, lụm em nói luôn. Đó, con này là khó chịu à nha anh em. Đó, 15.000 cây. Con nào ghe em tải ghe mà chị em tải chia cho anh em mình luôn nha. Đó, con nào mê jean thì jean. Anh em nào mà ví dụ em ba em mà có tải mê jean mà anh em giờ thấy mê rớt á, là bao anh em mình mê rớt trẻ đủ tiền nha anh em. Đó. Ok, con này anh nói giá nhiêu? Con này thì bán cho anh em với giá là hôm nay là 27 triệu đồng. 27 triệu. Em này là 27 triệu đồng luôn. Số 36, 27 luôn. Con này thì anh em nào mua thì hôm nay em 27 triệu đồng thì em bao ship riêng con 36 nha. Đó, à, những clip vừa rồi không có ship đâu, chứ đừng anh em nói là tại chắc con xe này 6 bao ship. Rồi, 37C nè. Ờ, 77C. Tiếp tục 77 Bình Định anh em ơi. Đó. Con này thì bán cho anh em với giá cũng 27 triệu đồng luôn. 27 triệu. Màu này khá đẹp luôn nha anh em, màu bạc lông chuột như đây nè. Đó, áo mới lột keo, quá đẹp luôn. Tiếp tục. Con này là Nvis nè. Con này thì Persis, con này biển số là 93. Em này bán cho anh em với giá là 23 triệu đồng nha anh em, xe như mới luôn. Ốc tán thì nó như 7 màu. Một đời chủ 04662. Remote tìm xe đầy đủ hết. Đó. Wilson 22 triệu 500 nghìn đồng luôn. 2019 khối bếp ga. Đó. Dạo này thì mấy cái xe này đi quá ok anh em. Ờ mà Vision 1 hot là cứ 30-31 không anh em, bây giờ là cứ 22 triệu 500. Đó, khó bếp ga luôn nha. Mùa giờ là đi rồi, luôn. Basic nữa nè. Basic này biển số 1 Dị An Bình Dương 17531 nè anh em. Đó, quá đẹp. Em bán con này giá sập sình cho anh em luôn, 19 triệu đồng. 19 triệu. Đó, mua giờ sử dụng luôn nha anh em. Đó, chức năng theo xe đầy đủ nha. Ok, màu trắng. Bên này màu trắng là em bán cho anh em mình là 27 triệu đồng, khó chìa nha anh em, biển 17 Thái Bình, khó chìa. Đó, giá gì có 27 triệu đồng thôi. Anh em nào muốn rút hồ sơ thì mình thêm phí sau nha anh em, 19.000 cây. Rồi, Janus. Janus hôm nay mình sẽ bán cho anh em với giá là 19 triệu đồng nè, đời 2020 nè, 81 Gia Lai. Em bên đây là 2019 biển 76 Quảng Ngãi, 17 triệu 900. Đó, cũng là khó ghe, mua là lụm xùm luôn anh em. Rồi, tiếp tục Vision nè. Vision xả nhiều lắm. 66 Đồng Tháp nè, con này hôm nay bán 18 triệu 900. À, 18 triệu 900 luôn. 2018 nha anh em. Ok. Khó chia. Đó, mình thấy có mấy anh chị hỏi á, 10 triệu đây nè, đầu cao luôn. Em này hết xăng rồi, 2018 thôi, 19.000 cây nha anh em, hai chia khó đầy đủ hết. Kiếm bọng thì bên em cam kết là tặng cho anh em đầy đủ hết. Đó, nhớt nhau luôn. Rồi, Vision con này là trắng nè. Con này là hồ sơ cầm tay nha anh em, hỗ trợ nhập ra tên phí nè. Con này thì 6.000 cây thôi, con này thì cuối 2019 nè, có chìa 22 triệu 500. Đó, bao hồ sơ cho anh em nha, 6.000 cây. Hết okay. Xong rồi. Đó. Rồi, màu đen 22 triệu 500 nghìn đồng, 37 nè anh em. Đó, khối ghe 6.000 cây, màu đen. Đó, xe này thì không mua, mua xe nào. Anh em mình còn chờ gì nữa, 22 triệu 500 mà 6.000 cây, biển màu đen nữa đâu mà ra, phải không? Quá hợp lý. Rồi tiếp tục màu đen xám. 61 Bình Dương đời 2018 nha anh em. Đó, con này em bán cho anh em mình với giá là 22 triệu đồng luôn. Có bếp ga biển 61 Bình Dương anh em ơi. Đó, quá đẹp. Mua rồi sử dụng luôn. Rồi tiếp tục màu đen nhám. Tiếp tục đen nhám bên này biển 94 Bạc Liêu 2019 22 triệu 500. Cho anh em mình luôn, có bếp ga 14.000 cây. Và bên này là 3.000 cây nè. Quá đẹp, 2019 biển 36 nè. Bán cho anh em với giá là 21 triệu đồng. Đó, mua là sử dụng luôn. Đó. Không khác gì xe mới nha anh em. Xuống SH này. SH đen này, con này là Benelli này đi. Biển 47 nè, đăng ký lần đầu 2020. Chạy 7.000 cây, bán cho anh em với giá 16 triệu đồng luôn. 16 triệu. Phun xăng điện tử nha anh em, 150 nha. Đó, quá đẹp luôn. Con này là máy Benelli mới đứng. Đó, có đèn xi nhan rồi dúng xe nhập không anh em? Em này hết xăng rồi. Anh em nào mua thì liên hệ em để em cho test máy rồi luôn. Và bên này là con này thì em bao hồ sơ cho anh em mình luôn. Biển số là 92 Vạn Nam nha anh em. Con này thì chạy có 1.700 cây thôi, bọc keo nguyên con nè. Bao hồ sơ cho anh em mình luôn. 1.500 cái thôi, bao hồ sơ cho anh em mình nha.
Đó, quá đẹp luôn. Giá chỉ có 60 triệu đồng nha anh em. Super S nha. Okay. Đó, râu ria thì còn như ông già luôn nha anh em. Đây. Rồi, anh hát bên này 150 nè. Con này hôm bữa em quay là 54 triệu á. Đúng anh em, anh em theo dõi. Hôm nay em sẽ 2 triệu còn là 52 triệu đồng. Bao ký giấy. Biển số thành phố 150. Bao ký giấy cho anh em mình luôn. 52 triệu đồng. Đó, ngại gì mà không mua em này. Đi không xịn sò hơn em ít hát mò à, đúng không? Đó, 52 triệu bao cái giấy cho anh em. Muốn ủy quyền, ủy quyền, muốn sang tên ký giấy, ok. Xe nhập là có Mio nè. Con này cũng bao ký giấy luôn, 21 triệu 500 nghìn đồng luôn. Biển số là 59 thành phố, 3800 cây, 2022 nha anh em. Đó, mua con này nhỏ gọn nè, anh em nào nhỏ gọn đi con này. Vợ búa, trời con này học là ok. Rồi, cho anh út 18 triệu đồng cho em màu hồng. Anh em nào hãy hỏi màu hồng thì bên em không có Vision màu hồng mà có danh nút màu hồng nha anh em. 95 554 nè. Con này em bán cho anh em mình với giá là 18 triệu anh em ơi. Đây. Bảng là 900 cây. Rồi. Có sang rồi. Anh em nào mua thì mình cứ test máy cho anh em mình hết nha. Bao máy đi hết. Bên đây là một con biển số 6 Đồng Tháp nè anh em. 57917 nè, 2020, 19 triệu đồng luôn. Đó, mua và sử dụng luôn nha anh em. Rồi. Quá đẹp. Tiếp tục ra ngoài. Đó, hôm nay thì nói chung là quay cho anh em thì cũng khá là chi tiết á. Anh em nào cần mua thì mình cứ liên hệ thôi. Nhẹ nhàng. Rồi, coi ship bớt xe lùa xe vô đi, mua tới rồi. Mở King. Quay hàng giữa luôn đi. Con này thì 2020 nha anh em, mời King nè, biển 83 Sóc Trăng nè, 29 triệu 500. Đó, nói chung là tiền nào của đó thôi. Còn anh em muốn rẻ hơn thì vẫn có rẻ nha anh em. Bữa nay hôm nay em sẽ giảm cho anh em còn 19 triệu 500 nghìn đồng. 2019. À, quá đẹp xịn sò. Em 155. 32 triệu đồng, khối bếp ga luôn nè. Rồi, Vision. Tiếp đến con này con AB nè. AB này em bán cho anh em với giá là 14 triệu 800 nghìn đồng. Đó, 2010 full sang điện tử luôn nè. Quá đẹp. Rồi, Sonic. Sonic này em bán cho anh em mình với giá con này là 30 triệu đồng nha anh em. Biển 70 Tây Ninh luôn. Ok. Đó. Con này Raider thì biển 38 nè. Bán 29 triệu nè. Jupiter. Jupiter này là biển 60 Đồng Nai, 18 triệu 500. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục quay rồi tiếp. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 17 triệu 500 nghìn đồng. 7 triệu 500. Biển 70 Tây Ninh. Rồi tiếp tục một em này quá cọp luôn anh em. 16 triệu 900 nghìn đồng cho em. 2021 vô đồ chơi khá nhiều. Phuộc, đĩa, mâm heo dầu đầy đủ hết nha anh em. Quên pha. 15 triệu đồng cho em luôn. 2021 bánh mâm. Đó, bọc keo nguyên con. Ờ, phụ trợ. Em này bán cho anh em mình với giá là 22 triệu đồng. 22 triệu. Con này Jupiter này bán cho anh em mình với giá 19 triệu đồng đời 2020, biển 94 Bạc Liêu. Đó, nói chung là tiền nào của đó luôn. Em này bán cho anh em với giá 18 triệu 300 nghìn đồng đời 2011 nha anh em. Máy móc zin, xe 1 càng, biển 15 Hải Phòng. Rồi, con 16 triệu đồng, 150 biển 69 Cà Mau nè. Sirius. Sirius này bán cho anh em mình với giá là 15 triệu 800 nghìn đồng. Đó, 2022 mẫu mới nhất nha, bọc keo nguyên con, 5.300 cây. Rồi, ẹt 205 à. 205 con này thì có dọn máy lại luôn nha anh em. Mà nó dọn zin, biển 69 Cà Mau, đời 205 nha. Lóc bạc, phuộc, gấp, đồ là zin cho xe hết. Em bán con này cho anh em với giá là 34 triệu đồng nè. Okay. Đó, quá đẹp, mua lại chạy luôn. Tiếp tục con 86 Bình Thuận nha anh em, 18 triệu 500. Đó, ẹt xuống áo nè, cầm nè, đồng hồ rồi, nói chung là dọn full mới hết luôn cho anh em mình luôn, xuống cả bánh luôn. Đó, 2k. Còn ba em này đồng giá cho anh em với giá là 30 triệu đồng một xe. Đó, xuống áo tất tật hết luôn cho anh em, full mới luôn, một càng, máy móc chi nêm. Em trong cùng là 75. Đó, em này là 93 Bình Phước. Em này cũng 93 Bình Phước nha anh em. Hỗ trợ rút nhập ra trên thêm phí hết nha. Radio Sanker. Con này là biển 93 Bình Phước 2016 nè. 15 triệu 500, anh em mình lầm luôn. Rồi, con 76 Quảng Ngãi nè. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 17 triệu 900. Đó, quá mới luôn nha anh em. Nước sơn zin chưa dầm tuốt.
Hai con này em bán đồng giá cho anh em với giá là 20-21 nè, biển số 1 Bình Dương nè và 38 nè, đồng giá cho anh em với giá là 28.500 một xe. Rồi. Tiếp tục xe chia. Riêng em xe chia này là 2021 biển 83 Sóc Trăng, bán cho anh em với giá là 31.500. Okay. Có 3.000 cây thôi, không khác gì xe mới nha. Rồi, tiếp tục đó. Là Ad nè. Ad này là biển 89 nè, 29.500. Có 2.000 cây à anh em ơi. Không khác thì một con xe mới hết, 89863. Còn bên đây là 65 Cần Thơ, 27.900. 59049 nè. Rồi, con này là 10 kinh nè, à lộn, con xe 2021 biển Sơn Tâm Ba Đơ, 82. Hồ sơ cầm tay, bán cho anh em với giá là 30.500. Hồ sơ cầm tay nha anh em. Ok. Rồi, tiếp tục Ad nè. 38 nè, 27.900 nè. Quá đẹp. 84 Mekin 2022 29.500. Em này thì 29.500 luôn nè, khối bếp ga nè, 2021 nè, lên khối bếp ga nha anh em. Còn muốn rẻ hơn thì bên này là 23.500, biển 37 75475. Đó, nói chung còn khá là nhiều. Còn những cái hàng dưới đây là nói chung là bên này nè 25 triệu đồng nè anh em. 25 triệu là đó. Màu led 3 con luôn. Còn con này thì em bán cho anh em với giá là 32 triệu nha. Em đang chính chủ đứng tên cái xe này luôn. Con này là 2022 Mekin 1000 cây thôi. Đó, nói chung là tiền nào của đó, nhiều anh em cứ gọi là sao là xe mắc. Đó, cứ rẻ thì cũng có rẻ, tiền nào của đó thôi. Còn anh em muốn rẻ hơn thì 2021 nè, 25 triệu còn có nè. Đó, okay. Nói chung là còn rất là nhiều. Bên này nè, 2022 nè, hồ sơ cầm tay anh em 32 triệu đồng. 32 triệu. Có 100 cây à, khác thì xe mới đâu. Bây giờ anh em mua mới tầm 45 46 triệu đúng không? Đúng rồi. Đó, rẻ hơn được một mớ thôi chứ còn gì khác thì xe mới đâu. Rồi. Thì đó là hai cái lô xe mà mình cập nhật cho anh em á. Anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình alo cho anh Phi để mà Phi hỗ trợ. Cảm ơn chị và bạn. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị em nha.